Xin chào các bạn nhỏ. Hôm nay ba chú Rick mua cho chú Rick một món quà rất là bự. Bố chú Rick biết đây là món quà gì đó. Chú Rick để mở ra đi. Mở ra nha. Ta mua trên Shopee đó. Hai món quà luôn. Chú Rick biết gì chưa? Đây là con quay chiến thần vô cực đây mà. Con quay Nado, Nado 5 đó, chiến thần vô cực. Đó, chú Rick đó, đây là con của ba. Yếu thiệt à. Ba là con quay truyền thống thôi, con quay nhỏ nhỏ. Bây giờ chú Rick mở hộp đồ chơi của chú Rick đi. Wow. À, cái gì đấy? Đồ để mở ra này các bạn. Đây là cái đầu chiến thần nè. Rồi, cái đó là cái gì? Wow, mở ra. À, cái kéo. Chú biết mở không? Biết chứ. Thánh cẩn thận. Từ đó. Rồi. Wow, đẹp quá vậy. Khoan, từ từ. Wow, có thích không? Không. Bạn ơi. À, đây là con gì đấy? Con màu xanh tên là cái gì? Con màu xanh tên là Phong Thần Giáp Chiến. Phong Thần Giáp Chiến hả? Hay thử nè. Ồ, vừa thôi, cho nhẹ nhàng thôi. Không rớt. Ủa, quay dữ vậy? Đi để cho nó quay coi. Các bạn có thích con này không? Phong Thần Giáp Chiến. Rồi tới con của ba nha. Nếu con của ba con. Ây chà, con này không biết tên là gì luôn á. Không biết tên là gì nữa. Con của ba thì nhỏ hơn của Rick. Đúng con rồi ba. Đang ráp con quay lại nha các bạn. Con quay này con quay truyền thống. Các bạn ơi. Cái ráp phải đúng vậy là chú Rick. À, con gì nữa. Sai rồi. Phải vô vậy là mới được nè. Các bạn ơi, bây giờ chú Rick với lại ba chú Rick sẽ thử đấu quay nha. 2, 3, bắt đầu. Đừng đến đây cho nó đánh. Không, chạy nó quay. Chạy nhanh đi. Chạy máy thắng. Để coi hai này thằng nào thắng. Cố lên. Con quay màu vàng của mình cố lên. Nào đồ nào này mạnh quá. Thua cuộc rồi các bạn ơi. 2, 3, bắt đầu. Bữa nay chưa có sàn đấu nên hai ba con chơi ra nền gạch. Mai mình sẽ mua một bàn đấu cho chú Rick nha. Dạ. Trời ơi, con của ba thua rồi Rick ơi. Còn cách quay nào nữa không? Có. Còn ngược được không? Ngược là phòng thủ hay là tấn công? Ngược là phòng thủ. Wow, quá. Quay mạnh quá các bạn ơi. Để im đi xuống hết. Không thu được. Quay ngoài lồng quá. Chú Rick đây có cái gọi là gì chú Rick? Cái mặt con quay. Đi bịt gắn không? Đây mình gắn cái mặt này vô đúng không? Đúng rồi. Sau mình mua một con khác để quay đấu với con của Sonic nha. Mua con
thần rồng phút lửa. Ba, bắt đầu. Tới. Đúng rồi, bây giờ. Tôi xuống mạnh quá. Bây giờ. Đâu đi, đâu đi. Ai nhở? Được không? Còn 3 thua nữa rồi. Các bạn ơi, chương trình giới thiệu con quay Nado phong thần giáp chiến. Và con quay này không biết tên gì luôn. Của Suric và ba Suric tới đây là kết thúc rồi. Bye bye. Các bạn có muốn mua con quay Nado này, nhớ kích vào cái link phía dưới để mua hàng trên Shopee nhé. Ba Suric đã mua cho Suric ở đây. Hàng rất là chất lượng, rất là tốt. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.